Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thủy khởi công xây nhà đại đoàn kết tặng cho hộ gia đình ông Bùi Văn Thực, xóm Nghia, xã Lạc Sĩ thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Thực để xây dựng nhà đại đoàn kết. Ngôi nhà sẽ được xây dựng cùng với sự đóng góp của gia đình, sự hỗ trợ ngày công của lực lượng dân quân xã Lạc Sĩ. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành vào quý 3 năm 2024. Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Ngày 14 tháng 6, Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn đã tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn đã tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, có sự lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã nhận ủy thác cho 99 tổ vay vốn với dư nợ trên 157 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 24,5% năm 2019 xuống còn 8,09%. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Lạc Sơn đã đóng góp 34.300 ngày công lao động, hiến trên 94.000 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm đã hỗ trợ xây dựng mới 33 nhà ở cho hội viên nghèo với tổng số tiền 990 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, động viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương với 9 chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong từng lĩnh vực. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Hòa Bình huy động được trên 120.000 tỷ đồng cho đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng then chốt nhằm tạo sự phát triển đột phá về kinh tế du lịch và đào tạo nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó trọng tâm là đầu tư các tuyến giao thông quan trọng, tạo sự liên kết vùng, giao thông đối ngoại, hạ tầng khu cụm công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có gần 11.000 km đường bộ, trong đó quốc lộ trên 320 km, đường tỉnh 491 km, đường đô thị nội thị trên 340 km, đường chuyên dùng trên 17 km, đường huyện trên 655 km, đường nông thôn trên 8.980 km. Đối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình chú trọng phát triển hạ tầng giao thông. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo môi trường cho phát triển công nghiệp, trong đó đã tập trung ưu tiên những dự án trọng điểm tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn. Mục tiêu hướng tới là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Huyện Mai Châu có trên 88% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh và huyện, trong giai đoạn 2021-2023, huyện Mai Châu đã đầu tư xây dựng mới 173 công trình, tổng mức đầu tư 523 tỷ đồng. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, huyện Mai Châu đã mở nhiều lớp đào tạo nghề, hướng dẫn du lịch, thêu thổ cẩm truyền thống, trồng nấm, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp. Qua các lớp đào tạo nghề, trang bị kiến thức cần thiết để lao động nông thôn có thêm việc làm, tăng nguồn thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 51,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3 đến 4% một năm. Thời gian tới, huyện Mai Châu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền đưa nguồn vốn chính sách đến với người dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hòa Bình, tổng khách du lịch đến với tỉnh ước khoảng 2 triệu 600.000 lượt, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,9%, đạt 61,9% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 260.000 lượt đạt 53% kế hoạch năm, khách nội địa 2.340.000 lượt đạt 64,8% kế hoạch năm.
Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.689 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 29,8%. Từ nay đến cuối năm, ngành chức năng tỉnh phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh khai thác các tour tuyến thị trường du lịch, tập trung công tác chuẩn bị tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024, vòng chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, lễ hội ruộng bậc thang miền đồi huyện Lạc Sơn. Các hoạt động văn hóa này hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn cho du khách khi đến du lịch Hòa Bình trong dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, côn trùng phát triển làm gia tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, lị, thương hàn, viêm não do virus, đột quỵ và một số bệnh truyền nhiễm khác. Để chủ động phòng chống các bệnh dịch truyền nhiễm bùng phát trong mùa hè, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đã triển khai nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đang đi chợ, ông Bùi Văn Ni, 77 tuổi ở xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, bỗng thấy người có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt. Sau đó ông bị ngất và được người dân đưa đến khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện. Ông Ni được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn chức năng tiền đình, hoa mắt, chóng mặt và tiêu chảy. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu và điều trị, đến nay tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện. Sĩ điều dưỡng đưa lên đây để nằm điều trị. Và nói chung là các bác sĩ điều dưỡng cũng quan tâm đến các bệnh nhân nhiệt tình. Và riêng những người cao tuổi biết là trời nóng nực như này thì hay gặp cái trường hợp thứ nhất là nó bị đột quỵ hoặc là rối loạn tuần hoàn não thì nó hay gây ra cái sự cố không thể được. Nhưng thôi, cái người già cũng phải cố gắng để làm thế nào nó hạn chế đến mức nó thấp nhất. Thời tiết đầu mùa hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, các côn trùng truyền bệnh phát triển làm tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tiêu hóa như cúm, viêm phổi, thủy đậu, sởi, viêm màng não mô cầu, bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa có tiêu chảy cấp, tay chân miệng, bệnh lây truyền qua côn trùng như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản. Với các bệnh dịch đã có vaccine phòng bệnh như cúm, sởi, thủy đậu, rubella, viêm não, người dân cần chủ động tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm. Khi phát hiện các triệu chứng nhiễm bệnh, cần tới ngay cơ sở y tế để khám điều trị kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Từ đầu tháng 4 đến nay, tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi có hơn 13.200 bệnh nhân đến khám và điều trị, tăng từ 5 đến 10% so với thời điểm trước, trong đó có hơn 1.900 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Thời tiết mùa hè là nó là điều kiện thuận lợi để cho nhiều bệnh lây lan, phát sinh, phát dịch và lây lan thành bệnh như là bệnh tay chân miệng, bệnh hô hấp, bệnh cúm, bệnh tiêu chảy, vân vân. Theo quảng cáo của tổ chức y tế thì có nhiều đối tượng có thể mắc dịch bệnh trong bệnh truyền nhiễm này, nhưng tuy nhiên cái đối tượng hay dễ mắc nhất đó là bệnh người già và trẻ em. Để phòng chống cái dịch bệnh này thì có hai cái vấn đề chính, đó là nâng cao sức đề kháng cơ thể và vệ sinh môi trường. Khi đã phát hiện mầm bệnh thì cái mỗi cá nhân hoặc là mỗi tập thể là nên đi đến cơ sở y tế gần nhất để khám và không để bệnh lây lan thành đối tượng khác cho các đối tượng khác. Bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền trong cộng đồng bằng nhiều đường khác nhau và có thể trở thành dịch với số lượng người mắc cao. Một số bệnh truyền nhiễm mùa hè có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Việc chủ động phòng chống các dịch bệnh nói chung trong thời điểm mùa hè nói riêng không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe cá nhân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, là một trong bốn vùng mường lớn của tỉnh, huyện Tân Lạc có khoảng 85% dân số là người dân tộc Mường. Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, huyện Tân Lạc luôn quan tâm gìn giữ những nét văn hóa, con người, vùng đất cổ Mường Bi. Phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa đặc sắc vùng đất cổ Mường Bi. Làng Mường cổ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú là nơi còn lưu giữ được phong tục tập quán văn hóa truyền thống độc đáo, những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mường. Đến đây, du khách đều có cảm nhận về một không gian yên bình với những nếp sinh hoạt hàng ngày của người Mường như ở nhà sàn, nói tiếng Mường, hát đối, hát ví, mo Mường, đánh cổng chiêng trong những ngày lễ Tết. Từ khi nhà nước công nhận đây là làng Mường cổ và du lịch trong làng Mường cổ, thì gia đình tôi cũng gìn giữ bản sắc
để sau này để thu hút khách nước ngoài về thăm làng Mường Cổ ở đây. Gia đình tôi vẫn giữ được trọn vẹn như ngày xưa, cái nào cũng giữ được, nhà cửa rồi cái đan lát rồi cái điệt thổ cẩm gia đình tôi cũng đều giữ. Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, huyện Tân Lạc đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể đến các tầng lớp nhân dân. Hiện nay huyện Tân Lạc lưu giữ được khoảng 1.000 chiếc chiêng các loại cùng các giá trị văn hóa phi vật thể như mo mường, hát ví, thường tang bộ mệnh. Bên cạnh đó hiện nay 100% xóm bản trong huyện có đội văn nghệ quần chúng. Tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tiếp tục là khôi phục những cái nét văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Mường, như là các cái trò chơi dân gian gắn với các cái lễ hội truyền thống, lễ hội khai hạ dân tộc Mường. Thì trong đó thì đã và đang được khôi phục rất là nhiều những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Hiện nay huyện Tân Lạc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đẩy mạnh nghiên cứu sưu tầm, phục dựng, lưu giữ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường, giới thiệu quảng bá giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường, sử dụng các giá trị văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý văn hóa từ huyện đến cơ sở, tăng cường liên kết hợp tác, huy động các nguồn lực cho công tác này. Tăng cường tiếp nhận và xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có mưa rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, nhiều mây, có mưa rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, nhiều mây, có mưa rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ 26 đến 32 độ.